cũng kém vui. Vợ mà cười lên nắng vàng lại đẹp tươi, yêu nhau đến già luôn em ơi. Nhìn nhà đừng nói với ai biết không trông mơ, làm cho mọi thứ rối tung mà lại mê hoặc giận vui vừa mãi. Trời. Má. Má đâu mà má? Má hồi nào? Không hề. Là em mà. Trời đất ơi, bà làm cái gì mà bà xõa tóc ra bà ra đây? Em đang ngủ. Em quay qua quay lại em không thấy mình đâu hết trơn á. Lẽ ra em phải hỏi mình câu đó mới đúng á. Mình làm cái gì mà mình ra ngoài đây ngồi thu lưu có một mình ôm cái điện thoại trong bóng đêm như vậy? Ôm điện thoại hồi nào? Có rõ ràng em sắp tới là em thấy. Em nói thiệt với mình nha, em đâu có thấy đường. Em đi ra đây là em đi theo cái ánh sáng của cái điện thoại đó. À cái này hả? Ừ. Cái này là anh đang làm việc. Làm việc hả? Đúng, đang làm việc với đối tác. Mà thôi em đừng có quan tâm tới công việc của anh làm gì. Có mấy công việc của anh em nói ra em không hiểu gì hết á. Thôi ăn ngủ đúng không? Đi vô ngủ tiếp đi. Nhưng mà đi ra ban đêm là không có xõa tóc cái kiểu đó nghe không? Thì có đau tim chết rồi. Đang ngủ. Ngủ thì phải xõa tóc chứ. Không lẽ rồi bây giờ đi kiếm chồng mà phải cột tóc lên cho gọn gàng đẹp đẽ. Đúng. Cứ cột tóc lên cho đẹp đẽ đi chứ nhìn giống con ma thiệt quá thì ghê quá. Thôi đi vô ngủ đi. Đừng quan tâm tới chuyện công việc của anh nha. Mà mình á, em nói mình làm việc vừa thôi. Mình làm nhiều quá rồi lao lực đó. Chị cũng định ở đây hả? Cái gì? Ở đâu? Trời. Ở đâu mà lù mà kế bên tôi vậy? Trời ơi, em đứng kế bên chị nãy giờ mà. Thôi, tôi đang rình chồng tôi. Em cũng đang rình chồng. Em rại, tôi thấy chồng tôi có cái điều gì đó lạ lắm. Ôm phương phương cái điện thoại, lén lút. Chồng em cũng như vậy, cứ lâm là lâm lẹt, lén là lén lút. Hôm nay ông làm cái gì ta? Chồng chị, ủa tự nhiên chồng chị đưa tiền cho chồng em chi vậy? Ủa tự nhiên đưa tiền chi vậy ta? Ừ. Trời lớn rồi hả? Lần này là anh chơi lớn coi thử có ai trầm trồ hay không. Chị nhớ chị đâu có để chồng chị thiếu thốn gì đâu. À, lấy mượn tiền bây giờ trả. Em biết rồi. Em biết cái gì? Có khi nào mèo mà chị đánh đề không? Tôn này không giống đánh đề lắm, không giống chơi đề lắm. Biết chơi cái gì không? Cái gì? Chơi bài. Chơi bài? Không, không thể nào. Chơi bài không có như vậy. Chơi sao? Chơi cái khác. Chơi cái gì? Chơi cái gì? Chơi gái. Mình đi chưa? Đi. Ôi khoan,
tính tiền chưa? Em tính rồi, yên tâm. Đâu rồi? Ê, hai ly nước còn đây mà hai người đã mất rồi. Đâu rồi chị? Đâu rồi? Đâu rồi? Chị ơi, đâu rồi chị? Không biết. Thấy không? Đâu không? Không thấy. Sao chị không biết? Trời đất ơi, tôi đi với cô mà sao tôi biết được? Ờ, để giờ em quên. Hai người cũng có bạn rồi. Ủa, qua đây, qua đây. Đi qua bên kia. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cô về chị đi đâu vậy? Kiếm chồng. Kiếm em là đi rình chồng. Trời ơi. Ủa, vậy tụi mình cùng chung ý tưởng rồi. Vậy là đúng rồi. Ngồi xuống. Theo kinh nghiệm, viết 10 cuốn kịch bản của em rồi, 90% mấy anh cha này nuôi mèo. Trời ơi, khổ ghê. Cái ông chồng chị không hiểu làm sao á. Cái gì chị cũng chia sẻ tâm sự, chưa bao giờ chị cấm đoán ổng bất cứ một cái gì mà quân giác về nhà chị, kể cả con mèo, kể cả con chó, kể cả con chuột, nuôi chuột cũng được nữa. Cứ đem về nhà đi, miễn là ở nhà trong gia đình có vợ có chồng cùng nhau nuôi cũng được. Làm gì phải lén lút con mèo ngoài đường? Chị có giận không vô lý? Không phải, ý em á, không phải là mèo bốn chân mà là mèo hai chân. Chị nói vô lý đó. Ê, con mèo quá giận. Trời ơi, con mèo hai chân hả? Lần đầu tiên chị nghe. Chị quay chân là sao chị biết không? Quái vật. Quái vật là bồ nhí đó. Hả? Phải la lớn lên. Ổng dám. Chị nhỏ thôi, mình đang đi rình trùng rồi. Mèo hai chân tức là bồ nhí đúng hả? Đúng rồi. Trời, sao tôi khờ vậy? Ơi. Đôi khi chị ngu ngơ một cách lạ kỳ. Ê, nếu mà như vậy mình phải bắt quả tang. Đúng. Bắt tận tay, gai tận mật. Đúng. Hợp tác vui vẻ. Vui vẻ. Anh nói đi. Anh giấu em chuyện gì? Em đã biết hết rồi. Anh nói đi. Cái gì vậy vợ? Hôm nay sao mạnh mẽ quá vậy? Trời ơi, mới nói mạnh mẽ khóc liền trời. Cái gì vậy? Mình ơi, mình giấu em cái gì? Mình giấu em cái gì thì mình nói với em đi, em biết hết rồi. Bà đừng có vậy nha, tôi giấu bà cái gì? Ơi, cái gì bà cầm cây mà tính kẹp cổ tôi hay gì vậy? Cái này chỉ kẹp đủ cái mỏ thôi. Ông ơi! Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi! Tôi làm gì sai? Tôi làm gì sai mà đối xử với tôi như vậy chứ hả? Trả lời đi! Trời ơi, tôi đối xử cái gì? Tôi không biết cái gì đâu mà tôi trả lời. Cái gì vậy? Đừng có cười. Tôi đâu có gì liêu vụ gì. Cầm. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Tôi đã biết hết rồi. Nói đi. Tôi khai cái gì bây giờ? Có gì đâu mà khai. Dạ. Khai cái gì? Cái tay để chơi thôi nha. Đừng có đánh rồi. Ủa, mình khai cái gì? Khai mau, trời ơi, tức quá mà. Trời ơi, cái gì vậy? Đấm vô con đường vậy trời? Cái gì vậy? Hôm nay 4 bà giờ bà sao vậy? Hay bà mới coi phim Bao Công Sự Án? Mà cái vụ gì mới bà bắt mình ra? Không biết luôn á, tự nhiên sao kiểu vậy? Hiểu rồi. Cái vụ... Cái vụ... Ông đúng rồi. Thấy chưa? Trời ơi, là trời! Ông! Qua đây! Ốc, em biết cái ốc đó là cái gì rồi? Cái gì? Hồi xưa đó, mấy ổng dùng cái chữ gà, đúng không? Đúng rồi. Gà đó là mình sẽ đoán ra gà là gái. Bây giờ mấy ổng lái qua cái chữ ốc để mình không thể đoán ra. Nhưng mà mấy ổng đâu có biết rằng là chị em mình quá thông minh. Đúng rồi. Ốc chết rồi. Chi, thập thò lén la lén lút. Đúng rồi. Em nói chị nghe. Ốc mỡ xào bơ mỡ thơm mà nó ngon lắm. Ốc đen xào dừa. Trời ơi, muốn kêu mình vẫn đi ăn thôi. Méo méo ngọt ngọt. Trời ơi, vô câu ốc mà còn ăn ốc nữa. Ê, chém chép nướng mỡ hành. Trời ơi, trời ơi, những cái món đó chị em mình thèm. Thú chi mà đi chung cư đó đó. Thèm. Chào xử đi, chào qua. Chia ra, không phải tập trung. Chia ra. Bây giờ nó ngọt ngào dịu dàng gì hết nữa. Hiểu rồi. Sao ngon quá mà phải không? Thèm ngon quá đúng không? Đúng rồi.
nữa à. Làm ốc cho ăn ha. Bà là không có biết cái gì hết á. Đây là cái chuyện làm ăn công việc của đàn ông. Để bà chỉ biết nội trợ ở nhà thôi. Đúng, đúng không? Đúng rồi. Thèm, thèm, thèm ăn ốc thì bữa nào dắt đi. Bữa ăn ốc thì ăn ốc tập thể nè. Tôi biết chỗ này là sò lông nướng mỡ hành ngon luôn à. Chép nướng mỏi. Chẳng ăn buffet ốc luôn nè. Nãy giờ làm hết hồn. Thôi. Bây giờ đại diện chị em phụ nữ, tôi lên tiếng trước nè. Nếu như khai thật ra thì còn có khoan hồng, đúng, đúng không chị? Đúng, đúng. Cái gì khai? Còn nếu như không khai á thì sao hả em? Dung xử liền. Nè, lưỡi ra khứa, 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 khứa. Ghê quá vậy. Một, khai. Hai, khai. Ba, khai mau. Sao? Được rồi. Coi như là bây giờ tụi mình quyết định khai. Rồi. Cái gì vậy? Có thấy gì đâu. Ủa cái gì đâu mà. À! Trời ơi, đánh lạc chị ơi, ơi, chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Tiến lại. Đừng có chi tiền nạp tiền chơi mấy cái game đó nữa. Mình chơi game là giải trí thôi đúng không? Đúng rồi, anh chơi game là để giải trí. Chơi game đó là để cho nó thư thả cái đầu óc. Mà em có biết không? Chính từ ngày mà anh chơi game online đó, anh chỉ nạp có nhiêu tiền đâu, có mấy trăm ngàn à. Nhưng mà anh về nhà anh thoải mái nè. Anh hiền hơn với là vợ con mình. Thành ra nhà cửa nó vui vẻ hạnh phúc. Là cũng nhờ cái ốc đảo riêng tư của anh đó. Coi như là cái tiền này là mua một sự hạnh phúc. Một phần vậy. Coi như là thực ra là tóm lại cái không gian riêng tư mà mình cứ nói là ốc đảo bảo mấy bạn nghe mù mờ chứ biết cái gì hết. Suy đoán phù vơ. Vậy anh em mình thoải mái hơn. Như miễn sao anh em mình không làm gì bậy bạ thôi chứ đúng không? Đúng rồi. Chỗ này mình gọi là ốc đảo giống như là cái ngôn từ riêng của anh em mình diễn tả một cái sự riêng tư, một cái sự mà không có sự quấy cày thêm của mấy bạn á. Mình muốn làm gì làm. Nãy mình coi anh nói gì. Rồi, nói chung là đến cái không gian này riêng tôi thì cảm thấy rất là thích, rất là sảng khoái. Nhất là hồi nãy coi cái bộ phim mà của nhà văn Kim Dung, người ta viết cái bộ phim gì Thiên Long Bát Bộ. Trời ơi, cái phiên bản 2019 này á là diễn viên trẻ hơn, đẹp hơn, kỹ xảo nhiều hơn. Đúng. Ê, nói vậy là đâu mấy ông đâu có nuôi mèo nuôi chó gì đâu mà cũng có bồ nhí nữa. Trời ơi, vậy mà thần thần bí bí làm tưởng thì ra mấy ổng tụ tập ở đây để coi phim. Thôi, thì ra cũng chỉ là cái phòng game có hơn gì cái tiệm net đâu. Nghe nó nghe nè, mà lén lút chi vậy cái nó thiệt rồi mình cho đi, làm cho mình nghi ngờ này nghi ngờ nọ đúng không? Trời ơi, đâu có được. Nhiều khi mấy ổng nói thiệt ra cái chị đâu có chịu, bởi vì chị không tin, thế là mấy ổng không được đi. Trời ơi, rốt cuộc ốc mà mấy ổng nói chính là cái ốc đảo này nè. Bây giờ em thấy vậy nè, lỡ rồi, mình lỡ hiểu lầm rồi, mình im luôn đi chị. Mình để cho mấy ổng có không gian riêng, mình đừng phá nữa. Bây giờ em có cách giải quyết như vậy nè. Sao? Tụi mình im lặng, nói khẽ và chuồn nhanh. Chứ nếu mà bắt gặp được thì nhột rút. Bây giờ anh em mình nè, vô cái. Có gì nào? Rồi, coi như là uống bia luôn đấy. Trời, cà phê thay chả. Dù có là vợ chồng sống bên nhau đến trọn đời, thì mỗi người cũng cần có được những không gian riêng của chính mình.